Hôm nay ở ngoài vô cùng là mát mẻ, gió nhẹ nhẹ nhẹ, rất là mát các bạn, rất là mát nha, chứ không phải lạnh nha. Nhưng mà mình lại mang cái áo lạnh này vô, cái áo gió này vô thì nhìn nó hơi khùng khùng chút xíu, nhưng mình mang nó vô là còn phải chùm đầu nữa ha, bận quần dài nữa, rồi mang giày nữa. Vậy là mình đi đâu rồi? Bây giờ là mình đi lên cái rừng này chơi, chùm này lại là để không có bị muỗi cắn thôi chứ không gì hết trơn. Rồi cùng mình hành trình đi lên trên đó chơi tiếp. Biết sao Đạt phải đội cái nón này không? Là tại vì hồi năm vừa rồi á, Đạt có đi lên cái đám rừng này chơi và đã bị một con dê nó cắn trong người, nó cắn, nó chui vô cái vai của Đạt á, nó chui vô trong cái vai hết hơn phân nửa thân hình của nó luôn. Không, nó còn chỉ còn có cái đít ở phía ngoài thôi. Xong mà hồi nào thì Đạt không biết, cho đến khi mà Đạt phát giác cái chỗ đó nó đau đau, cái mình đi vô mà cái bathroom mình coi chuyện gì thì mình mới thấy chỗ đó có cái vết đỏ. Xong rồi cái mình không thấy rõ được là cái gì làm chỗ đó đỏ mà nó có một cái cục đen đen, cái mình sợ mình bị infection của cái này cái kia đó, mình bị giống như bị sốc dầm hay gì đó mới bị infection. Cái mình mới lấy cái điện thoại của mình nè, mình chụp cái tấm hình lại, gọi là chụp cái tấm hình lại cho nó rõ. Xong cái mình vô cái điện thoại mình phóng lớn lên, oh my god, mình thấy nguyên con ve, đại khái là nguyên cái đít của con ve ở phía ngoài, còn cái thân hình nó nằm ở trong. Thì lúc đó Đạt mới hết hồn đi, Đạt mới vì mình lần đầu tiên mình cũng không có kinh nghiệm nữa. Xong cái Đạt lật đật lấy cái nhíp, Đạt gấp nó ra, không đúng, không đúng cách, Đạt gấp nó ra chỉ có gấp được cái đít nó thôi, còn hai cái chân, cái đầu của nó nằm nằm vẫn nằm ở trong thịt của Đạt, không cửa nào là lấy ra được hết. Xong rồi mình hỏi mấy người bạn bè này kia nọ thì họ cũng sợ là những cái con ve đó nó có chất disease ở trong á. Mấy người bạn trong ngành y kêu mình là nên đi vô nhà thương để mà chích mũi thuốc ngừa. Thì mình đi vô nhà thương để chích thuốc ngừa, và đồng thời bác sĩ lấy cái loại dao mà rất là mỏng nhỏ để mình mổ chút xíu thịt của mình cho nó rất bự hơn và khơi ra được cái đầu con ve đó, không đau đớn không gì hết trơn các bạn. Thì có lẽ cái đồ bông gòn họ chùi chùi mình nó có chất thuốc tê gì mình không biết nữa. Nó tóm lại thật sự ra đi nhổ răng nó còn đau hơn nó nhiều. Thì lấy được con ve, bác sĩ chích cho mình mũi thuốc ngừa, họ cũng nói là mình làm đúng, là gặp trường hợp như vậy đó mình cũng cần phải đi chích mũi thuốc ngừa, chứ nếu không bị mấy cái loại disease là coi như là và cái kinh nghiệm của mình bị cắn ngay đây đó, cho nên mình phải bận đồ dày chùm cái đầu lại. Nhưng mà không có comfortable lên đây, chùm đầu lại mình không thấy gì hết trơn, mình không biết gì hết, không comfortable. Đạt đứng ở đây biết sao không? Tại vì mình thấy có mấy cái gọi là, mình gọi nó là nấm rơm đi nha, mình không biết nó là nấm gì, bảo đảm là chắc không ăn được đâu, mình không dám ăn đâu nha. Ok, để đây nó mọc cũng một số cái ở đây, mình quay camera lại cho các bạn xem nha. Đây, đây mình thấy có một cái nấm đây nè, và ở đây có mấy cái muốn mọc lên nữa. Đây là cái giống như một cái nấm rơm vậy các bạn, nấm rừng đi. Hai cái đây ha, và chỗ này mấy cái nữa nè, đây mấy cái nữa. Thật sự bây giờ mình đi lên đây mình bị lạc phương hướng á các bạn, mình bị lạc phương hướng á, tại vì lúc mùa đông với lại mùa thu mình lên đây nhiều lần mà mình dễ dàng thấy được đường đi lắm. Còn bây giờ mình lên đây mình thật sự bị lạc phương hướng nè, vì cây nó mọc ra y xèo hết,
mình đã không còn thấy được cái dấu vết của hồi trước mình đi ở nơi nào nữa. Mình đi lên đây mình kiếm coi ở trên đây hiện bây giờ có những cái cây rừng như thế nào, cây nào có trái rừng hay là có bông lạ, trái lạ. Mình đi kiếm những cái điểm lạ của cái chỗ này trong sau lưng cái nhà mình ở. Và đồng thời mình đã bị hết mấy cây gai nó đâm vô quần mình rồi chứ không phải không. Nhưng mà bận đồ này thì sẽ không bị muỗi hút máu. Mỗi khi mình chui vô mấy khúc cây, mấy cái cành cây đó, mình che lại để mấy con ve nó không có rớt vô đầu mình, nó mình đụng cành nó rớt xuống phiền. Mình thấy nấm, mấy cái nấm rừng nó quá trời luôn các bạn. Đây thêm mấy cái ở dưới chân đằng nữa nè. Đây, ở ngoài sau lưng Đạt á, Đạt nhớ là cái chỗ này Đạt cũng từng đi phía này đi lên trên phía bên kia. Có những cái cây gai nhưng mà mình thấy được cái cây gai mình tránh đó, đúng không? Mình đi lên. Còn bây giờ trời nó mọc lên láng ở dưới luôn. Nó mọc lên láng ở dưới mình không dám đi được. Những cái loại gai như vậy nè. Đụng vô nó nhức lắm luôn, đụng cái gai này nó nhức lắm. Nếu mà đạp vô cái cây gai này chắc phải phải khóc kêu má luôn á trời, thiệt á. Yes. Wow. Cái cây đặc đang nắm đây là cái cành cây nho đó các bạn. Cành cây nho ở đây nhiều lắm lịnh. Mà mình không thấy trái. Có nhiều không đủ cho mấy con sóc ăn nữa. Ở trên đây thật sự là Đạt rất là muốn trồng những cái cây dây leo á, như là cây bầu, cây bí đồ này kia nọ, ví dụ vậy. Ổ qua những cái cây mà nó leo á, nhưng mà trồng bảo đảm là không đủ cho mấy con sóc ăn nữa. Thật sự ra là mình đã không còn có cái con đường mà đi cho nó giống hồi trước nữa. Lá không rồi. Ouch. Cây này có gì mà đâm đau vậy? Này đâu có gai đâu mà sao đâm vậy? Wow. Rồi, mình đi lên đây là mình tìm những cái trái này, trái kia đúng không? Và hồi trước mình có thắc mắc là một cái loại cây ở trên này nhìn nó giống như cái trái strawberry ha. Thấy có trái đây nè, cũng khá nhiều nhưng cái cây này có gai thì cái số lượng này nó nhiều lắm. Bây giờ mình có đem xuống dưới chỗ mình trồng đi nữa đó thì cái trái của nó cũng không nhiều đủ để mà mình thu hoạch mình ăn cho nó đấy. Thì hình như có cái này raspberry hay là blackberry vậy, mình thấy hai loại vậy, một loại màu đen, một loại màu đỏ. Làm sao màu đen bên này, màu đỏ đây. Bây giờ mình ngay chỗ đây dễ hơn, mình lấy cái màu đen trước cái đó nha. Đây, trái này trái màu đen ngon quá. Rồi màu đỏ ở dưới đây có một cái vết chọt xuống cục đá bự khổng lồ á, và cũng có gai nữa cho nên Đạt sẽ cẩn thận chút xíu nha. Nó thấp quá vì nó bò dưới mặt đất á, cho nên mình cũng không bốc lên được. Đạt nghĩ là phải quay cái camera nha các bạn, vì Đạt không bốc nó lên được, nó nằm sát mặt đất mà, trừ khi nhổ cây thôi. Cái loại dây này nó bò dưới đất trên cái trái, nó có chút xíu xíu gì nè, thu hoạch được gì, ăn được gì. Không giống strawberry đúng không? Nguyên cả khu rừng rộng bự tổ bố luôn mà chỉ có mấy cây vậy thôi thì cũng thất vọng ha. Trời, mấy cái này hồi lúc mình còn nhỏ ở Việt Nam á, còn ở kinh tế đó, mình vô rừng á, trái cây rừng quá trời luôn, ăn mà coi như làm say mê luôn á. Chính vì Đạt rất là thích ở trong những cái khu vực mà có những cái rừng hoang như vậy nè, là bởi vì cái sở thích của mình hồi lúc còn nhỏ nó như vậy, cho nên mình rất là thích. Còn thiếu gì nữa không? Thiếu những cái suối nó chảy nước xuống nữa. Có được mấy cái đó là đúng là
Đúng là cuộc sống của Đạt trở về tuổi thơ luôn á, thiệt luôn á. Thiếu cái phần đó thôi à. Nhưng mà khu của Đạt thì đá nhiều quá, tạo cái phần cái waterfall đó đó thật sự hơi cực. Mong là 1-2 năm sau nữa mình cũng sẽ có những cái ý kiến mà mình sẽ làm ra cái nhân tạo. Bây giờ phía này cho chắc ăn. Cái này là nho. Cái này cái nho nè, thực sự ra là cũng không không trái đâu các bạn. Cái cành nho này bự tổ bố luôn các bạn. Đây hai cái tay đặt làm một cái vòng cong lại đó. Ở dưới cái gốc phía dưới nữa nó còn bự hơn nữa. Nó càng gần mặt đất nó lại càng bự hơn nữa. Và nhiều lắm, nhiều nhiều cành nho trên này lắm. Ở đây năm vừa rồi là cũng thấy diều hâu bay tới đây nhiều mà mình không hiểu lý do. Bây giờ thì mình đã được hiểu lý do rồi, nó bay tới nó bắt mấy con mồi con. Đồng thời nha, đặt nghe nói thôi chứ mình không biết chính xác như thế nào ha. Thì mấy con diều hâu và mấy con đại bàng á, vì đặt ở gần cái khu vực của sân bay của Boston, tức là Logan Airport đó, từ đây tới sân bay khoảng trong vòng 5 mile đâu đó thôi ha. Thì trong cái khu vực như vậy đó là cái phi trường đó, họ nuôi diều hâu và mấy con đại bàng, tức là mấy con eagle với là mấy con hawk, là ở phi trường họ nuôi nha các bạn. Thấy không, thì cái đó là được phép của tiểu bang đàng hoàng. Thì họ nuôi đó mục đích để làm gì, là để mà gặp mấy con nó bay vòng vòng ở phi trường á, thì họ sẽ thả đại bàng và con diều hâu ra để mà đại bàng với lại diều hâu á nó sẽ xua đuổi mấy con seagull đó đi nơi khác, đúng không? Cộng với lại mấy con dịch trời đó, mấy con dịch mà nó bay đó, đúng không? Thì mấy con đại bàng này nè nó sẽ đi rượt mấy con đó. Nếu mà không làm như vậy đó thì sẽ rất là nguy hiểm cho máy bay của cái phi trường đó, nên họ nuôi mấy cái con này và họ nuôi có số lượng cũng lớn. Thì khi mà nó được thả ra nó bay đi kiếm mồi thì coi như là nó bay tùm lum hết hết. Thì khu vực mình cũng khá gần và có rừng rú như vậy thì nó bay tới đây nó kiếm mồi thôi. Cái điểm quan trọng Đạt muốn nói đây, mà muốn chia sẻ với các bạn ở đây là Đạt nghe mấy người bạn kể lại là mình không được phép làm tổn thương cái con diều hâu và con đại bàng đó nha. Con đại bàng thì không được phép là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà con diều hâu ồn ủi, con diều hâu mình tuyệt đối không được làm tổn thương con diều hâu. Nếu mà gặp trường hợp con diều hâu nó bị thương vì lý do gì không biết, nó bị thương và nó rớt vào cái khu vực của mình cũng không được quyền bắt nó sang đi một cái chỗ khác rồi chăm sóc lo cho nó đồ này kia nọ cũng không được luôn. Mà mình phải gọi cho cái gọi là Animal Control á, mình gọi số điện thoại đó không biết số mấy nhưng mà lên Google mình search thôi, mình gọi và mình báo cho họ biết là có con diều hâu bị thương rớt vào khu vực của mình. Thì cái chuyện khác coi như là họ làm gì cần thiết họ làm, phải không? Mình không được quyền bắt con đó đi để mà giống như là mình có cái nhà ý là mình muốn cứu con đó đó, mình không không được luôn. Bởi vì sao? Mình bị phạt rất nặng nếu mà mình đụng tới con đó, mình đụng tới nó mà không 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 có chứng minh được là những cái này kia nọ đó, quá không, bị phạt nặng lắm. Đó là cái mà Đạt được biết vì gặp nhiều diều hâu quá, Đạt cũng than nhiều quá rồi thắc mắc nhiều quá, cho nên những người mà họ ở trong đây họ có nhiều sự hiểu biết về cái đó đó, họ dặn cho Đạt biết như vậy. Trời muốn đi nữa mà gai không sao đi trời. Ây da dây. Chắc hôm nào đó mình sẽ mua một cái loại camera mà người ta dùng, người ta để ở gọi là đi đi săn đó các bạn. Không,
mình sẽ để trong đây để mình coi coi như là buổi tối có những cái con vật lạ nào ở trong đây ha. À, con mấy con cà tây á, hình như 2 tháng gần đây mình không thấy nữa, 2-3 tháng gần đây mình không thấy cà tây nữa. Tụi nó có một bầy là 20 mấy con, trong cái lúc mùa đông nè, đầu mùa xuân á, là nó ở đây quá trời luôn. Mà sao bây giờ nó bay đi đâu rồi, không thấy nó đây nữa. Vào cái thời gian này lẽ ra là tụi nó phải có đồ ăn nhiều chứ hả. Mình không hiểu mấy con gà tây nó sống ở cái môi trường như thế nào mà thời gian như vậy mà lại không thấy gà tây ha. Mấy con vịt bay đó, duck goose, mấy con goose đó, cũng không thấy nó luôn nữa các bạn. Rùng mình, con gì mà nó bò lên người mình nhột nhột là mình cũng kind of like rùng mình. Không. Một chút nữa mình xuống tới dưới rồi là mình vũ cái áo lạnh này ra. Cái áo gió này ra. Xong rồi mình thay bộ đồ. Chứ mình không biết con gì nó rớt trên người mình hết trơn á các bạn. Mấy cái lá cây ở dưới này, đất ở dưới này đó, nó đen đậm luôn. Mình biết cái đất đen này thật sự ra là rất là tốt cho phân bón cho cây. Nhưng mà mình cũng không lấy nó về được là bởi vì đá nhiều lắm. Cạo ra có một xíu mặt trên là đất thôi. Cái đất đó là vì lá cây nó rớt xuống rồi nó decompose á, ra là nó thành đất thôi chứ không có nhiều đâu. Và đem xuống dưới là mình sẽ gặp những cái hạt cỏ nó mọc, mũi nó sẽ mọc lên đầy mũi. Nói thiệt nha, nãy giờ Đạt có không biết Đạt đã đi tới đâu rồi, cái hướng nào về nhà mình nữa. Cái hướng nào nó về nhà Đạt cũng tạm thời bây giờ là mình đã mất phương hướng. Một chút nữa đi về thì mình kiếm đường đi hoành trở lại tính sao. Mình sẽ nhận ra những cái khúc cây á, cái khúc cây nào mình nhận ra được đó thì mình đi về khúc cây đó hoặc là cục đá đó thôi. Chứ còn ngay bây giờ là Đạt không biết mình đang đứng ở khúc chỗ nào của trong cái nơi này rồi. Mình biết là đi về phía sau, phía dưới đó là mình đi về nhà. Còn đi ngược lên trên phía này nữa thì Đặt hình như chưa bao giờ đi vì mình chưa bao giờ thấy những cái gốc cây này. Ở phía sau đó là Đặt chưa bao giờ đi tới hết. Những cái cây này đối với Đặt nó rất là lạ. Nhưng mà cái bây giờ mình dám đi là biết sao không? Tại vì nhà của người ta phía bên kia đó, vào cái thời gian này người ta cũng sẽ không thấy mình. Và giờ đang gọi trong lúc mình đang quay. Đợi một xíu. Cái này là trái gì? Cái này là trái chứ không phải củ. Trái gì? Không hiểu. Từ đâu cái trái này có mặt ở đây mình cũng không biết luôn. Mấy cái cây này giống như là không có trái này thì phải. Rồi rớt mất tiêu rồi. Biết sao mình đứng lâu không? Bởi vì thật sự ra bước 1-2 bước á, mình phải suy nghĩ kỹ lắm. Vì chỗ nào có gai, chỗ nào không có gai. Và nếu mình có té thì cũng vẫn còn còn cái mông nguyên hiện đem về cho vợ coi.
lại vô giày mũi cắn. Mũi cắn dữ quá. Thông thường là cũng nên cầm cái cây trống trống đi không, mà mình lại không có đem cái cây. Trường hợp mà nếu như mình phải cần bỏ chạy vì mình bị con vật gì đó, nó là mình sợ bỏ chạy, ví như là con be đi, con be ở đây không có đâu ha, con gấu ở đây thì không có đâu ha, cọp sư tử beo gì đây mình không nghĩ là có đâu, không thể có. Nhưng mình ví dụ gặp một cái con gì đó, rắn thì có thể có, rắn thì có. Ví dụ mình phải bỏ chạy, mình thực sự là không biết mình chạy như thế nào á các bạn, bởi vì có lẽ là mình sẽ bị gai nó dứt mình coi như là te tua. Cái chỗ này mình cũng lên được như vậy là cũng khá xa rồi, ở phía dưới nữa mình chưa bao giờ được tới ha, nhưng mà phía tuốt trên kia nữa mình chưa bao giờ được đi. Mình thấy chỗ nào mà nó gai nhiều quá là mình tránh đó. Cho nên có nhiều khi những cái gai nhiều quá nó làm cho mình không đi tiếp được nữa. Ngứa quá, nó cắn cái giò ngứa quá. Wow, khu vực này là khu vực khám phá đầu tiên nha các bạn ha, chưa bao giờ đi về phía bên này. Nó cũng rộng dữ nè đấy, và nó hơi thấp xuống một chút xíu. Wow, khá là rộng lắm á. Trên tầm mắt của mình nhìn là mình thấy nó rộng hơn nha các bạn. Đạt thấy sau lưng Đạt là nhà của người ta nữa. Thì nếu mà từ ở dưới chỗ nhà Đạt ở phía dưới, Đạt đi lên đây cũng không biết là đi được bao lâu. Và Đạt đi về phía bên tay phải của Đạt thì phía bên tay phải là mình lại tiếp tục thấy nhà của người ta nữa. Nếu mà bây giờ ở tại cái vị trí này mà Đạt muốn đi về nhà của Đạt á, Đạt phải đi qua bên tay trái. Và coi như là tốt nhất là mình sẽ đi dựa theo cái nhà như vậy để mà mình đi, thì mình sẽ tới nhà của mình. Mình nghĩ là mình không có đi xa, con cái là cái phương hướng đi nó làm cho mình bị lạc phương hướng, và đồng thời đường đi nhiều gai quá mình đi không được, rồi mình đi chéo qua chéo lại thôi, chứ mình bảo đảm là mình đi không có xa đâu. Trời rất là nóng quý vị, chứ không phải lạnh. Nhưng mà mình phải bận cái áo kín như vậy, và đồng thời còn đội nón nữa, là bởi vì muỗi nó tấn công, nó tống cân dữ quá. Bây giờ là thật sự ra mình chỉ còn cái tay này là lòi ra với khuôn mặt mình thôi. Tay bên kia tất cả là nguyên cả đồ mình là bộ phủ trùm hết rồi. Cho nên nó tấn công cái mặt của mình với là cái tay này của mình nè. Mà trời nóng á, mình đổ mồ hôi. Thì mình đổ mồ hôi đó thì ảnh còn bu tới, ảnh tấn công dữ dội nữa, bởi vì ảnh nghe được cái mồ hôi của thân hình của mình đó, nên mình tranh thủ chạy xuống nha quý vị. Đây, xin chào tất cả các bạn. Đạt xin ngưng cái đoạn video leo rừng leo núi này ở ngay khúc chỗ đây là cái khúc ngoài sau lưng nhà Đạt ha. Mình đang ở trên cái khu vực này. Đạt với Tuyết cũng có từng lên ngay chỗ này vào hình như mùa thu thì phải, mùa thu vừa qua, cũng đi dạo vòng cho các bạn xem rồi. Nếu mà các bạn nào mới subscribe vô cái channel của Đạt thì chắc có lẽ chưa có dịp coi cái video đó. Và đồng thời Đạt cũng có một cái video clip thâu vào mùa đông ở trên đây đầy phủ tuyết trắng.
Tức là trong đây Đạt đã, trên cái đoạn núi này sau lưng nhà Đạt, Đạt đã tổng cộng có là hai đoạn video rồi. Một đoạn video là mùa thu, một cái là mùa đông, và bây giờ là ở giữa mùa hè ha. Tiếc rằng hồi lúc mùa xuân, đầu mùa xuân Đạt có lên đây một lần, nhưng mà vì lý do nào đó Đạt cũng không có dịp để edit cái video đó. Bây giờ nếu mà mình edit cái video đó thì nó lạc thời gian, nên chắc cái video mùa xuân ở trên đây mình hẹn tới mùa xuân năm sau nha các bạn. Và sau lưng là nhà của Đạt. Cái khu vực chỗ này vào mùa đông á, nhìn xuống rất là đẹp. Mùa hè này thì cây cỏ nó che cái phần dưới rồi. Rồi thôi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Hẹn gặp lại trong những video sau. Bây giờ cái thân hình của Đạt ở trong á là hầu như cái áo ướt dẹp hết, đổ mồ hôi, gọi là đổ mồ hôi như mưa, như là tắm mưa vậy chứ không gì hết trơn. Mà mũi nó bay, nó tấn công cái da mặt của mình, với lại ngay cái tay chỗ mình cầm cái camera đó, còn tay này là mình giấu nó trong đây rồi. Trời nóng mà mình phải bận cái áo này, thật sự ra có phần giống những khùng khùng đó. Nhưng mà mình muốn lưu lại cái hình ảnh của cái chỗ này vào mùa hè. Điện thoại Đạt đã sắp hết pin rồi các bạn ơi. Bây giờ cái màn hình của Đạt đang quay đây nó tối hù luôn. Không biết là bao nhiêu phần trăm pin còn lại trong đó, nhưng mà cái màn hình tối hù rồi, nên Đạt cũng sẽ không quay được gì ở nơi đây nữa. Đạt hiện giờ đang nói đây cũng không biết là ra cái tấm hình có rõ không nữa, cho nên mình sẽ hoành trở về. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi Đạt trên cái khu rừng ở gần nhà mình đây. Hẹn gặp lại trong những video sau này nha.